Xin chào các bạn, quay trở lại với những video của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy phun khói mini. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu những chi tiết trên thân máy cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì ta sẽ có đây là van để mình gắn bình ga. Núm mở van ga. Bình chứa hóa chất tạo khói. Bình chứa dung dịch nước sạch. Công tắc đánh lửa. Đầu đốt, đầu phun khói. Bên hông thì ta có van để mở dung dịch tạo khói. Bơm tay để ta hút dung dịch từ bình để lên đầu đốt. Bây giờ tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem nhé. Đầu tiên ta sẽ lắp bình ga vào trong thân máy để đúng chiều và xoay theo chiều kim đồng hồ. Sau đó ta sẽ mở van ga. Khi nào ta nghe tiếng xì hơi của ga thì ta sẽ đánh công tắc đánh lửa. Sau khi đánh lửa hoạt động, ta sẽ đợi đầu đốt nóng đỏ lên. Sau khi đầu đốt nóng đỏ, ta sẽ mở van dung dịch. Sau đó dùng bơm tay để bơm dung dịch tạo khói lên. Các bạn lưu ý là bơm đều tay để dung dịch tạo khói được ra đều. Khi ta muốn di chuyển đến nơi tiếp theo để ta phun dung dịch tạo khói thì ta có thể khóa van tạo khói lại. Sau khi đến nơi ta muốn phun tiếp thì ta sẽ mở khóa van ra và tiếp tục bơm tay để cho dung dịch tạo khói đi lên. Và sau đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt máy. Chúng ta sẽ phải khóa van dung dịch tạo khói lại. Sau đó khóa van ga. Dùng bơm tay để bơm nước sạch lên cho lọc hết cặn ở trong cái đường đốt của nó. Chúng ta bơm đến khi nào mà ta thấy tia nước ra khỏi cái đầu đốt thì lúc đó sẽ dừng lại. Và như vậy là tôi đã giới thiệu và hướng dẫn sơ qua cho các bạn biết về chiếc máy Super 2000V. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy đến với Thế Giới Máy, số điện thoại bên dưới video. Đừng quên theo dõi kênh của Thế Giới Máy để có nhiều video hấp dẫn, bổ ích. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới.
hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.